Ông ơi, anh thích ốc nhiều, cứ không gặp gỡ là nhớ từ chiều đến đêm. Điêu. Anh thề, anh mà nói điêu, trời đánh thánh vật anh. Cái gì nó nổ ấy nhỉ? Cái gì nó nổ ấy nhỉ? Chắc là trời sắp mưa đấy. Lòng dạ của anh như thế nào, ông cũng biết rồi còn gì. Lúc nào cũng nhẹ nhàng quan tâm từ đít tới đầu. Thích gì mua nấy, chứ có lầu bầu ki bo. Em biết là anh tốt với em, nhưng mà em còn đang đi học, mẹ biết mẹ mắng đấy. Lớn gần này rồi còn sợ gì mẹ mắng. Đủ lông đủ lá cả rồi, chứ bé bỏng nữa đâu. Đây, anh có món quà tặng cho em. Về tắm táp sạch sẽ đi, anh em mình lên phố giải ngố này. Cái gì đây anh? Có gì to tát đâu. Cái váy với cả hộp kem chống nắng. Phụ nữ là phải biết chăm sóc làn da, da có khỏe thì mới đẹp được. Nào, lên ngựa để về thôi. Ốc ơi, ốc ơi, ốc ơi, ốc ơi. Ốc nhai cái gì? Đang ngủ. Sao giờ này mà vẫn chưa thấy con ốc nó đi học về? Nó cũng lớn rồi, có chân đi khác có chân về, mẹ lo cái gì? Tầm tuổi của nó là suy nghĩ bồng bột non nớt, chúng mày làm cha làm mẹ phải quan tâm kỹ càng vào. Mẹ ơi, cháu nó cũng lớn rồi, còn bé bỏng gì nữa đâu, phải tự lo lấy thân. Vợ chồng con tối mắt tối mũi kiếm tiền, thời gian đâu. Nó là con gái thì càng phải quan tâm nhiều hơn. Con trai thì như cái gậy thằng ăn mày, dí đâu thì dí. Con gái lỡ dở mà anh ra thì khổ. Mẹ lắm chuyện quá. Hết ơi, vào mẹ bảo. Mẹ bảo gì con? Này Hến ơi, mẹ bảo đây, con ốc nó cũng lớn rồi đấy. Tầm tuổi này là dễ yêu đương lắm, phải để ý nó một tí. Yêu thì cho nó lấy chồng bố nó đi, mẹ càng được ăn cỗ chứ sao. Phải giáo dục giới tính cho nó, chứ không may mà ấy ra thì dơ ruốc. Con là mẹ rồi, cùng là phụ nữ với nhau, thi thoảng tâm sự thủ thỉ, chỉ bảo nó những điều cần biết về giới tính. Mẹ ơi, sách báo giờ họ dạy đầy ra đấy, tự mà học chứ con thời gian đâu. Mở mắt ra là lợn lợn gà gà, việc đồng việc áng rồi là cơm canh. Con bận lắm. Hết tiền rồi, xuống đi. Dỗi. Đùa tí, làm gì mà mang thớt ra sớm thế. Em vào tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm nghiêng cho nó róc nước, váy vóc ngon lành vào. Thì anh qua đón đi chơi. Vâng, thế đợi em một chút nhé. À đây, chào anh này. Ôi giời ơi, học hành thế nào mà bây giờ mới về hả con? Dạ, con à, con đi học thêm. Thêm đấy hay lại đi đản đúm chơi bời ở đâu?
Bà cứ đa nghi, con có chơi bời gì đâu. Con nhớ là con nó còn đang đi học đây, chớ có dính vào yêu đương, kẻo học hành sa sút, không may mà phồng lên thì khổ. Cái gì phồng hả bà? Cái bụng nó phồng lên chứ còn cái gì. Con biết rồi, bà cứ kệ con. Này, cô dành thời gian để ý tới con ốc một chút. Đang cái tuổi cập kê, nhớ mà dính vào yêu đương thì hỏng bét. Em tối mắt tối mũi suốt ngày, thời gian đâu. Anh rảnh thì dạy dỗ chỉ bảo con. Mở mắt ra đã phải đi làm trưa chật mới về. Dấp mắt một chút lại đi, đến sẩm tối. Thời gian đâu mà dậy. Thôi thì thấy bố nó lớn rồi tự lo lấy thân. Cho tí nó trắng nào. Đợi em một tí. Anh ơi, đưa em coi. Anh ơi. Trời ơi, sao sớ bỏ tới giờ. Trời ơi. Vỡ bàn tọa rồi. Có sao không? Ai dối. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Thì bảo anh bỏ tay ra còn kêu cái gì. Thôi đi. Thế này thì mày bôi trâu chát chó vào mặt cái gia đình này rồi. Sướng chưa? Bố nhà mày, tao dở ra đường còn dám nhìn mặt ai? Đúng là quân thổ tả, quân nợ đời. Tôi khổ. Tại ai? Tại sao mà nó lại nên nông nỗi này? Thì tại nó chứ còn tại ai. Chúng mày làm cha làm mẹ mà không giám sát quan tâm kỹ càng, làm gì chả thế. Tao đã cảnh báo trước rồi mà không nghe. Biết thế này cho nó đặt vòng có phải ngon không? Mày dở à? Nó tí tuổi đặt vòng cái gì?